Hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021 và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, hôm qua Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hưng A đã tổ chức trao tặng 200 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trong đại dịch COVID-19 trên địa bàn. Tổng giá trị các phần quà 100 triệu đồng, mỗi phần quà 500.000 đồng, gồm 15 kg gạo, nhu yếu phẩm dùng trong sinh hoạt gia đình và 200.000 đồng tiền mặt. Số quà trên do ông Nguyễn Quốc Khởi, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện Quỳ Vĩnh Lợi, vận động ông Lê Hải Phương là nhà hảo tâm cư ngụ tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, xã bố trí các ấp đến nhận quà theo từng khung giờ khác nhau, không tập trung đông người và tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Phát biểu tại buổi nhận quà, ông Nguyễn Quốc Khởi, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện Quỳ Vĩnh Lợi, thay mặt nhà tài trợ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình, đồng thời động viên các hộ gia đình khắc phục khó khăn, đoàn kết chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch nhằm sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19 trên địa bàn.